Các bạn ơi, hiện nay Thành đang có mặt tại lễ hội Tết, lễ hội Xuân đấy. Đấy, tức là lễ hội Sĩ Hai, thuộc xã Sĩ Hai, Hà Quảng, Cao Bằng. Đó, lễ hội này được tổ chức vào ngày 8 tháng Giêng hàng năm. Đó. Hôm nay nói chung là đây là lần đầu tiên Thành đến đây chơi và cảm thấy không khí bà con ở đây chơi hội rất là đông, rất là vui. Đó, đang có trò chơi tung còn ở đây này. Đó, tung còn này. Chia làm hai đội tung còn và ngoài kia là trò chơi kéo co vừa kết thúc. Đó, thì bà con đang chơi các trò chơi và giao lưu uống nước, trò chuyện với nhau ở ngoài kia rất là đông vui. Thành quay phim một chút để chia sẻ với các bạn vì lần đầu tiên được khám phá lễ hội nơi đây nên hào hứng lắm, thích lắm. Đó, Sĩ Hai là một cái xã vùng cao thuộc Hà Quảng, Cao Bằng các bạn ạ. Đó, Sĩ Hai vừa được gộp lại từ Sĩ Hai với Hồng Sĩ thành một xã gọi là xã Sĩ Hai. Đó, đây tuyệt vời các bạn nhé.